Hello, this is Bảo Ngọc from GTA News, Hà Nội National University of Education High School for Gifted Students. Our school has started for a week after Tet holiday, and let's go through the headlines of this week. Every other year, the first 3 days after Tet holiday was spent on taking the military education lessons. Despite the rainy condition during the 3 days, the lessons were carried out smoothly. Not having many chance to get acquainted with military technique, the students seem to be very interested. This week, our school has also welcomed the apprentice teachers coming from Hanoi National University of Education. They are the most excellent students of the various departments of the university, and they come to our school to have a trial teaching period. Khi mình sang trường hợp bên trường mình thì mình thấy rằng những cái sự chuẩn bị của mình đã khá đầy đủ nên những khó khăn của các bạn thì rất là nhiều, nhưng với mình thì mình rất tự tin, rất là yêu quý các em học sinh ở trường này, và đặc biệt là các em rất là có sự tham gia rất tích cực trong giờ học của mình nên mình cảm thấy là khá ổn. Ấn tượng chung của học sinh trường mình đầu tiên là từ buổi đầu tiên mình thấy rằng là khối chuyên tin luôn luôn là khối sôi động nhất của trường, và đặc biệt thứ hai là khối chuyên anh của các em, đó là một khối mà thầy rất là nhất. The page CSP Confessions has been founded on Facebook following the trend of other schools. On purpose of letting CSP students speak up their mind. Having reached over 1,000 views after 3 days, the page has brought about controversial ideas. Fashion nhiều cái cũng hay khi mà người ta nói nỗi lòng của mình, nhưng mà admin cái thằng admin nó làm cái trò mà nó đăng một bài xin lỗi đã gây vui mà hôm sau lại đăng tiếp cái bài của thằng kia. This is the end of the news this week. I'm Bảo Ngọc from DTA News, Hà Nội National University of Education High School.